Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 7 tháng 12 năm 2022. Hôm nay thì không có chim bội để bán nha mọi người nha. Ngày hôm qua em về khoảng chừng 68 bé chòe lửa bội bán lẻ và 20 bé thì em đã giao khách. Tổng cộng ngày hôm qua thì cũng đâu đó nó 80 mấy 90 bé chòe lửa ha. Thì nói chung là không còn một cái bé nào để bán cho ngày hôm nay. Thì hôm nay á, chúc tất cả mọi người một cái ngày mới thật là nhiều sức khỏe cũng như là thành công trong cái công việc, trong cuộc sống của cái ngày mới, ngày hôm nay. Xin thưa với tất cả mọi người là em hôm nay là em sẽ review lại một cái lần, coi như là cái lần cuối cùng. Cái lần cuối cùng review chè lửa chống bong mạch nè, chè lửa mái đuôi 15 nè, rồi còn hai cái lồng kia nữa. Đó, em sẽ review hai cái bé chè lửa này một lần cuối cùng này nữa thôi. Do là bị bom hàng bữa giờ quá tam ba bận rồi. Lần này mà bị bom hàng nữa thì em sẽ không bao giờ em đăng cái con lửa bong với con lửa mái này nữa. Lửa bong là hôm bữa em có review lại. Em có review, em có đăng lại cũng bị một lần. Đó, bữa là em bán coi như là 8 triệu tư đó, anh trai anh chốt chốt đã đời cái hủy kèo xong. Em để cứ chừng tuần sau em lại đăng lại, một anh trai ngoài Hải Phòng chốt chốt đã đời, 2 ngày sau lại hủy kèo đó. Cho nên là hôm nay em sẽ đăng lại một cái lần cuối cùng, nếu mà hôm nay mà em không bán được thì em để em nuôi luôn, hoặc là em sẽ phóng sanh. Ê, phóng sanh không có đâu nha, giỡn chơi vậy thôi. Đó, bây giờ em sẽ review chè lửa chống trước nha. Đây là chè lửa chống bông hai mặt và cánh đang lem ra trắng nhiều. Đó, rất là đẹp luôn ha. Hôm bữa em có bán cái giá khởi điểm đầu tiên đó, giá nó là 8 triệu tư ha. Chim này là gốc đuôi 20 đó, cánh bên tay phải các anh đang nhìn ở đây là nó lem trắng rất là nhiều ha. Đó, giá khởi điểm hôm bữa em bán là giá là 8 triệu tư. Đó, bữa nay coi như là sale sập sàn, coi như là chỉ còn 7 triệu 2 thôi nha. Đó, anh em nào chốt thì cứ alo cho em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình. Rồi, bông rất là đẹp luôn nha, để em zoom lớn lên cái mặt nó, bông đã lắm. Hình như em để sát quá, nó lấy nét là toàn là lấy nét cái cây nan lồng không à, chứ nó không có lấy nét cái mặt con chòe lửa. Hình như là để bên này nè, bên này thì mình quay qua mình thấy rõ được nè, thấy rõ được cái bông mặt của nó. Trời ơi, nó toàn lấy nét cái cây nan lồng không à. Nói chung là cái mặt của nó bông rất là đẹp, bông giống như là anh em mà coi trong những cái phim bao công rồi ha, Bàn Thái Sư rồi đó. Cái mặt của nó bông nó trắng lên giống như đậu bạc vậy, không biết sao lấy nét đây nè. Bụng trắng luôn nha, bụng thì nó trắng nhiều luôn. Rồi, qua bên này. Rồi, giá coi như là em cũng báo lại ha, giá là 7 triệu 2. Coi như bán độ bán tháo mọi người. Đó, cái mặt nó nè, bông nè. Hai bên mặt, cánh lem trắng, bụng trắng. Đó, móng mắt mỏ tay chân đầy đủ, đuôi 20 bản lớn ha. Nhưng mà hôm bữa nó bắt ra thì nó bị xúc đuôi, thì nó mọc ra lại thì đuôi nó tầm khoảng chừng là một bên, hình như nó tầm khoảng chừng hơn 18 hay là 19 gì đó thôi, em không có đo ha. Rồi, lửa mái này giá trị gốc của nó là 15 triệu nha mọi người nha. Lửa mái này nè, đuôi gần 16, đuôi siêu tôm, lông màu sô cô la ha, đuôi siêu tôm luôn, rất là đẹp. Giá khởi điểm của nó là 15 triệu. Rồi, hôm nay em sẽ sell coi như là sập sàn luôn. Bé này em chốt giá hôm qua là anh trai dưới Bình Dương anh chốt nè, anh chốt xong anh lại hủy nè. Đó, anh nhắn tin cho em mà em không có mở máy điện thoại đó, cái anh kêu là anh gọi không được cho nên là thôi anh hủy kèo. Thì em thì các anh cũng biết rồi, em bán chim là lúc nào em hết chim là em tắt máy đó. Cho nên là ngày hôm qua anh nhắn tin cho em anh mua bé này nè, nhưng mà em không có mở máy cho nên là thôi em cũng lười, em không có gọi điện thoại lại cho anh. Thì bé này em sell coi như là bữa nay em sell xuống ha, giá còn 10 triệu nha mọi người nha, giá còn 10 triệu. Anh em nào mà bắt nguyên một cặp như thế này nè, bắt nguyên một cặp nha,
anh em nào mà nếu mà lấy nguyên một cặp này thì em sẽ để lại giá coi như là 16 triệu nha. Còn mua lẻ thì bé mái là 10 triệu, trống là 7 triệu ha. Rồi đó, bữa nay là coi như là review một cái cặp chim này, review cho các anh xem một cái cặp chim này là coi như là cái lần cuối cùng luôn. Bé này lông đỏ rất là đẹp luôn nha, lông sô cô la đỏ rất là đẹp luôn. Ở do nhà em hết chuồng rồi chứ em mà có chuồng em nuôi AV em thả vô cho nó sinh sản luôn. Rồi. Tất cả hai bé này ha là chim thuần hết rồi, ăn cám hết rồi, không có bị lỗi gì hết nha mọi người nha. Rồi. Đó thì hôm nay là chỉ có review cặp chim này thôi, do là không có chim bội, không có chim mới để mà đăng bán cho nên là đăng cái clip này để cái thứ nhất là để giữ cân, cái thứ hai nữa là có kiếm lúa được miếng nào thì hai miếng đó thôi. Thật sự ra cặp này em bán lỗ luôn chứ không có lời nha mọi người nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo nha mọi người nha.